vị thân mến và đối tiếp phần ba trình diễn tại liên hoan ngày sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Vĩnh Phúc Quê Em, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Nhí với phần thể hiện của Xuân Hòa và Tô Quốc Hòa đến từ cùng công đoàn cơ sở xã Trung Nguyên. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin mời. Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của Xuân Hòa và Tô Quốc Hòa đến từ cùng công đoàn cơ sở Trung Nguyên. Thưa quý vị, thân mến, chia tay với một sáng tác của nhạc sĩ Nhí về Vĩnh Phúc.
Sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng công thức một sáng sáng nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tham gia biểu diễn tại liên hoan ca khúc Khát Vọng với phần tham gia biểu diễn của sáu ca nam nữ.